câu rươm vàng lễ hội mùa hè nè mọi người ơi. Và đây là vùng nước để cho các bạn câu nè. Tham gia câu cá đột kích nha. Ném cần của mọi người xuống là các bạn sẽ có thể là câu chung với mọi người luôn. Tương tự như câu cá quái mặt nha các bạn ơi. Khi nào mà con cá nó sủi bọt á là các bạn nhấp nha. Cho nên là mọi người đang có cần câu gì á thì nâng cấp cho nó lên mạnh mạnh một xíu nha các bạn ơi. Tại vì á, nếu mà các bạn gây sát thương lên càng cao á thì các bạn sẽ nhận được rương vàng nè. Nếu mà thấp á thì các bạn chỉ nhận được rương đồng hoặc rương bạc thôi ha. Cho nên là bạn nào mà gây sát thương lên nhiều á thì bạn đó được rương xịn nha mọi người ơi. Cho nên là mọi người hãy chuẩn bị đi câu thôi nào. Và cập nhật thứ năm này nha mọi người. Khi mà mở cái rương đó thì các bạn sẽ có nguyên liệu để chế tạo token nha mọi người ơi. Từ token thì mọi người có thể chế cần câu và cái thuyền cá, thuyền chuối nè. Có bạn nào muốn biết gói thẻ VIP này mở ra sẽ được gì không? Gói thẻ VIP đó nè mọi người. Còn có gói thẻ siêu cao cấp nữa. Để mình mở cho mọi người xem nha. Hồi sáng thì mình đã tặng Vương Miệng rồi. Ngày mai mình sẽ tiếp tục tặng cho các bạn nha. Nhớ đây là bình luận phía dưới nè. Điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh. Và câu hỏi trong video này đó là gói thẻ VIP mình mở ra được gì? Mình vẫn biết kiếm nè. Hello mọi người. Hôm nay thì nhà phát hành đã gửi cho mình gói VIP các bạn ơi. Full gói VIP luôn. Và mình sẽ mở cho mọi người nha. Trong gói VIP này thì có những gói thẻ mới cho mọi người. Có những gói thẻ nó chắc chắn là mọi người sẽ chưa mở lần nào đâu. Trong VIP mới có thôi. Ok, mình nhận được 200 kim cương nè. Với lại là ủa sao mà nhận kim cương làm sao ở đây vẫn hiện kim cương các bạn, bị lỗi à? Lỗi các bạn ơi, lỗi nha. Ok rồi mình nhận được một cái avatar mới nha mọi người ơi. Rồi full VIP luôn ha. Hay gói thẻ VIP này các bạn ơi, để từ mình mở cho mọi người xem ha. Rồi đầu tiên á thì mình sẽ đổi cái avatar trước đi. Cái avatar thì các bạn mua cái gói 300 mấy á thì các bạn mới có được cái avatar động nha. Đây avatar này các bạn ơi. Rồi vô trong chỉnh sửa rồi file nè. Nhầm chỉnh sửa rồi file nè. Rồi các bạn chọn avatar mới nha. Cái này thì các bạn mua có 300 mấy thì mới có avatar mới, còn thôi các bạn mà nếu mà 300 mấy thì các bạn sẽ được vượt cấp lên tầm level 20 của VIP sao á. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhận có cá heo cho mọi người. Ui, cá heo mộng mơ xịn nha các bạn ơi. Để mình cưỡi xem sao. Rồi để coi tốc độ là 4, tăng tốc là 8. Và chỉ có một chỗ thôi nha mọi người ơi. Chỉ có một chỗ thôi ha. Ôi dễ thương chưa nè. À nó giống cái gì, cái giường cừu đó mọi người. Trong hộp bóng thăm có cái giường cừu gì mình quên mất rồi. Cừu mộng mơ ấy. Ê, y chang luôn ha. Nó y chang luôn. Nó chỉ thay đổi là từ con cá, từ con cừu qua con cá thôi các bạn. Ôi có hiệu ứng sáng thì mình nghĩ là ban đêm nó sẽ sáng đẹp nha mọi người. Nghĩ là ban đêm nó sẽ sáng đẹp á. Dễ thương cute, nằm kiểu cute ghê mọi người ha. Dễ thương chưa kìa. Rồi và bây giờ thì mình sẽ mở full luôn ha. Rồi mở tới lượt những cái gói thẻ VIP luôn. Coi thử là mình mở ra thẻ VIP gì. Tại vì mình bây giờ mình chỉ còn thiếu một thẻ cá khổng lồ cuối cùng các bạn ơi. Và mấy ngày rồi mà mình vẫn không ra. Ok nha, rất là nhiều đồ nha. Thẻ cao cấp nè. Rồi gói thẻ siêu cao cấp nè. Có mấy gói luôn nhờ. Tùm lum luôn nha mọi người ơi. Và càng về sau thì các bạn sẽ càng mở. Đây, gói thẻ VIP màu xanh dương nè mọi người. Và cuối cùng là gói thẻ VIP ha. Đây, nếu mà các bạn miễn phí thì chỉ nhận được cái hàng ở dưới thôi nha mọi người. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ nhận những cái túi thẻ trước. Xem thử mở được gì. Túi thẻ vàng mọi người rất là quen thuộc rồi đúng không? Chỉ cần đi nhặt thôi là có rồi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ mở túi thẻ siêu cao cấp nè mọi người ơi. Cái này thì nạp mới có nha mọi người. Nó lại là trong VIP nha. Ra thẻ gì đây? Siêu cao cấp được 4 thẻ nha mọi người. Được 5 thẻ nha. Gói này được 5 thẻ. À nhưng mà xu với trời, 5 thẻ đó một hay sao không à. Tiếp tục nha mọi người. Lại là gói siêu cao cấp đó nè. Cá khổng lồ. Ui, được thẻ tím nè mọi người ơi. Nhân viên đáng nghi. Ui, xịn nha các bạn. VIP luôn. Bạn là chưa có cái thẻ này nhả ví cho mọi người nha. Lại được một thẻ tím đó nè. Ui, đang làm việc. Ôi, và được 2 thẻ VIP 5 sao luôn nha mọi người. 2 sao, 1 sao. Một sao vậy là được đỡ hơn cái túi hồi nãy nha. Túi này được 2 cái 5 sao luôn. Yeah. Rồi tiếp tục mình sẽ đến cái gói thẻ VIP nha các bạn. Thẻ VIP chứ. Xanh dương này sẽ ra gì đây? Sẽ ra gì đây? Ui. Một tím đầu tiên luôn này mọi người ơi. Thẻ vàng. Cáo có ai ở đây không hả? Này là thẻ thường rồi. Cũng không xịn cho lắm. Rồi tiếp tục nè mọi người ơi. Tiếp tục. Sẵn sàng xuất kích hả? Trời ơi, bạn chưa có nhà ví cho mọi người. Cái thẻ đó nha, cái thẻ đó mình thấy mọi người hay thiếu lắm á. Rồi cái này thì mình được một cái 4 sao, 2 cái 4 sao nha mọi người. Rồi và quan trọng đây các bạn ơi, thẻ gói VIP. Thẻ VIP ra gì đây? 5 thẻ cho mọi người. Ui, thẻ đầu tiên nè. Fan cuồng. Tiếp tục các bạn ơi, còn 4 thẻ nữa ha. 4 thẻ nữa. Da màu hờ, da màu đồng. Gì nữa đây? Bữa ăn thịnh soạn. Sao thẻ cua bắp vậy trời?
Được một thẻ vậy? Chỉ được một thẻ thôi các bạn ơi, được một thẻ fan cuồng duy nhất thôi, nó thua cái túi màu đỏ nữa. Thua cái túi màu đỏ đó mọi người ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhận hết trong VIP nha. Đầu tiên thì mình sẽ nhận được một cái đầu tóc nè. À, đầu tóc xoắn mộng mơ ha. Tiếp theo đó là nơ ánh sáng. Cái nơ này xịn nha mọi người ơi, nơ này là VIP luôn nha. Cái nơ này là VIP luôn. Ui, nơ tóc trời sao. Thì cái này nó chắc chắn là nó sẽ phát sáng ban đêm kìa, là kiểu lấp lánh nha mọi người. Và một bộ đồ nè, đồ ngủ ấm áp trời sao ha. Rồi và tiếp tục đó là vòng chân trời. À, cái vòng chân à, vòng chân trời sao, tưởng vòng chân trời chứ. Rồi một khuôn mặt mới nha mọi người, mặt mộng mơ ha. Nói chung là VIP này dành cho nữ nha các bạn ơi. Và một món đồ nội thất, để xíu mình về mình để coi những món nội thất cho mọi người xem luôn. Đồ chơi treo tường hả. À, ghế cá heo, ghế này ngồi sao ta, hình như ngồi bên hông giống với cái thuyền ánh trăng chứ mọi người nhờ, anh nghĩ là chắc vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là giường nha. Quay cái giường có vẻ là dễ thương nè mọi người ơi, cute fomewe nè, giường trăng rằm. Rồi một cái hộp nhạc đó ha. Ôi cute này không biết mấy cái này đề con nó có bự không các bạn, nếu mà bự thì xịn nữa ha. Và cuối cùng là gấu mộng mơ. Quay 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 dễ thương nha mọi người ơi, gấu mộng mơ ha. Rồi hết rồi các bạn ơi. Rồi ở dưới đây thì có những cái gói thẻ nè, mình mở luôn nha mọi người. Bắn bong bóng, bắn bong bóng. Ui ui, được một thẻ tím chứ, đúng rồi, phải được một thẻ tím chứ. Nổi bên lên bên hả, trời ơi, cũng không xịn cho lắm ha. Cũng không xịn cho lắm mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mặc cái bộ đồ vô cho mọi người xem nha. Đầu tiên thì chúng ta có áo nè, cái nơ VIP luôn nè. Rồi cái này là cái gì đây, cái đồ chân à. Bỏ đôi dép đi hả, tóc mới nè mọi người và khuôn mặt mới nè ha. Rồi đây là nguyên combo nha các bạn ơi, nguyên combo luôn. Khi mà các bạn mua full VIP thì sẽ như thế này ha. Ý da, con cá heo ban đêm đẹp thế nha mọi người. Đẹp nha. Nhưng mà cái nơi là sáng nha mọi người, cái nơi trên tóc mình sáng nè, còn bộ đồ thì nó không sáng nha mọi bạn ơi. Cái bộ đồ thì nó có lấp lánh một tí thôi, còn lại cái nơ thì mới sáng, nó là con cá heo mới sáng ha. Rồi, chắc chắn là những bạn nữ rất thích VIP rồi luôn á. Rồi mình vô nhà mình cho mọi người xem những món đồ decor nha. Rồi đây nè các bạn ơi, chúng ta sẽ có một cái giường trăng rằm và cá heo ha. Ui cái ghế bự dữ trời. À, vậy là chắc suy nghĩ của mình đúng rồi, các bạn sẽ phải ngồi lên bên hông nha các bạn. Một cái đồ chơi treo cá heo trời sao nè. Và con gấu ha, gấu mộng mơ. Và một cái hộp nhạc, ok luôn. Rồi bây giờ mình thử sử dụng thế nha mọi người ơi. Đây mình chạy tới mình sử dụng thế ha, hộp nhạc nè, nhắn vô chắc nó kêu. Đó, dễ thương nha mọi người, dễ thương nha, cute nha, cute nha. À, cute thế nha. Có thể dùng là con cá heo này dễ thương nha mọi người. Ở đây thì có cái ghế nè, đó. Ghế này hai chỗ luôn nha mọi người ơi, ghế này hai chỗ luôn ha. Đấy, mọi người vô nhà mình chơi có thể chiêm ngưỡng những cái món đồ nội thất trong VIP nha. Rồi đây là cái giường nha mọi người, giường cute luôn ha, nằm lên con cá heo kìa trời. Và gấu cuối cùng nè mọi người, dễ thương. Boop 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 bo